Chào anh chị, hôm nay sẽ làm cái video để hướng dẫn cho anh chị về khai báo cái chỉ tiêu số lượng 2 và đơn vị tính của số lượng 2. Và cũng giải đáp một cái thắc mắc vì sao phải khai báo và khai như thế nào cho anh chị. Thì đơn vị tính của số lượng 2 đó là gì? Anh chị phải xác định đơn giản thôi, vì sao mà chúng ta phải 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 khai cái này. Thì hiện tại là do là nguyên nhân là do cùng một mã HS quy định, ví dụ như mã cái này, nhưng mà đơn vị A thì người ta lại khai là doanh nghiệp A, người ta lại khai là đơn vị tính là kilogram, đơn vị B thì khai lại là bộ, đơn vị khác nữa là cái, đơn vị khác nữa là bịch, nói chung là rất nhiều đơn vị tính khác nhau. Nên khi thống kê á, thì không có một cái đơn vị nào đơn vị tính thống nhất để thống kê, nên là việc thống kê nó không có chính xác. Nên chính vì vậy nên là trong cục hải quan mới có một cái công văn yêu cầu là cái doanh nghiệp sẽ khai thêm thông tin là số lượng 2 và đơn vị tính của số lượng 2. Thì số lượng á thì anh chị sẽ căn cứ theo chứng từ và khai báo, và nếu như đơn vị tính của trên chứng từ của chúng ta mà nó khớp với lại đơn vị tính ở trong biểu thuế quy định là cái cột này này, thì anh chị sẽ khai hai cái thông tin này nó đều như nhau, về số lượng nó cũng giống nhau, giữa hai cái số lượng 1 và số lượng 2, đơn vị tính của số lượng 1, số lượng 2 nó cũng giống nhau, nó trường hợp chúng ta có giống nhau. Còn trường hợp mà cũng mã HS nhưng mà trên chứng từ nó khác với lại cái đơn vị tính trong biểu thuế quy định, ví dụ như trường hợp này là mã HS này mà chúng ta khai là bịch, bị đũa là bịch đúng không? Thì thường thì đơn vị tính ở trên hệ thống của biểu thuế nó đang là kilogram, chiếc và bộ thôi. Chúng ta phải quy đổi từ bịch đó về một trong ba cái đơn vị tính này. Đấy, đấy là lý do mà chúng ta phải phải khai báo cái thông tin này. Và cái quan trọng nhất là cái trong trong cái việc nâng cấp lần này đó là nó chỉ là liên quan đến cái đơn vị tính thôi. Từ đơn vị tính nên nó sẽ liên đới đến cái thằng số lượng nữa. À, như vậy thì việc khai báo của chúng ta sẽ như thế nào? Đầu tiên là chúng ta phải xác định được là mã HS của anh chị á thì trong biểu thuế nó đang quy định đơn vị tính là gì để chúng ta có cơ sở khai báo cho nó chính xác. Nếu như giống nhau thì khai như thế nào và khác nhau thì khai như thế nào. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh chị. Nếu như nó giống nhau thì số lượng 1 nó sẽ giống số lượng 2, đơn vị tính số lượng 1 và số lượng 2 sẽ giống nhau ạ. Trường hợp này thì quá khỏe là anh chị có thể nhập tay vào ở trên hệ thống phần mềm thì nó hướng dẫn rất hỗ trợ rất là nhiều. Thì đầu tiên là trường hợp mà nếu như giống nhau thì trong phần mềm nó có chỗ cấu hình, anh chị vào cái phần này thông tin và tích vào đây. Đấy là khi mà chúng ta quy đổi, khi chúng ta nhấn nút quy đổi ở đây thì hệ thống nó sẽ quy đổi ra cho chúng ta là 1:1, thì tỷ lệ 1:1 ấy nó sẽ giống nhau, số lượng 1 bằng số lượng 2. Còn trường hợp mà nó khác nhau thì chúng ta sẽ sử dụng đến đến hệ thống đến đến đến, đến cách quy đổi. Một là anh chị tính ở thủ công ở ngoài anh chị nhập vào đây, hai là anh chị sẽ đưa vào hệ thống để cho phần mềm khi mà anh chị cũng nhấn nút quy đổi này, hệ thống nó sẽ dựa vào danh mục quy đổi để nó điền thông tin vào đây cho anh chị. Mục tiêu là của việc nâng cấp này là như vậy. Từ đây tôi ví dụ như cái mã HS là 44191200 này, đơn vị tính ở trên chứng từ nó đang là bịch. Thì đơn vị tính mà trong biểu thuế đang quy định chúng ta có thể quy đổi về một trong ba đó là kilogram hoặc là cái hoặc là bộ á, thì chúng ta sẽ quy đổi. Ví dụ như là một bịch là 20 cái. Này chúng ta sẽ theo tỷ lệ quy đổi là một bịch là 20 cái đúng không ạ? Rồi thì khi mà anh chị nhấn nút quy đổi thì hệ thống nó sẽ hỏi và chúng ta đồng ý thì nó sẽ tự điền dữ liệu cho chúng ta. Thì đây là trường hợp thứ nhất là đơn vị tính giống nhau nên là số lượng giống nhau, đơn vị tính khác nhau nên là số lượng khác nhau. Thì cũng sẽ có trường hợp là đơn vị tính khác nhau mà số lượng khác nhau, cái này là do chúng ta cấu hình ở trong phần tỷ lệ quy đổi này thôi anh chị ha. Cũng có một cái trường hợp nữa anh chị đặt ra một câu hỏi, đó là cũng một mã HS này mà lần sau không phải nhập bịch nữa mà là một cái đơn vị tính gì khác bịch, thì khi mà quy về kg, khi mà quy về cái chiếc thì hệ thống phần mềm sẽ xử lý như thế nào? Thì hệ thống phần mềm sẽ căn cứ vào đó là mã HS và đơn vị tính quy đổi để lấy cái đơn vị tính và tỷ lệ quy đổi đó điền vào cho anh chị. Anh chị sẽ yên tâm về vấn đề này. Nên là chúng ta có cấu hình thì hệ thống sẽ hỗ trợ anh chị cái việc nhập liệu này cho nó nhanh hơn. Đây là cái cách mà chúng ta sẽ thao tác. Rồi chúc anh chị thành công nha.